Đây là máy ảnh số lớn nhất thế giới, có thể chụp được hình ảnh có độ phân giải 32 tỷ pixel. 32 tỷ pixel là một khái niệm gì đó lớn lao. Tôi sẽ giải thích bằng một ví dụ, chẳng hạn như có một người đang điều trị ngoại tử ở khoảng cách 20 km. Trong tác phẩm nghệ thuật mà anh ta tạo ra, có một hạt mè trắng dù có ở rất xa, cũng có thể chụp rõ ràng. Máy ảnh này dài khoảng 4 mét, cao khoảng 1.67 mét, chiều rộng của ống kính lên đến 1.5 mét, nặng khoảng 6.000 kg. Nguyên lý hoạt động của máy ảnh này, giống như máy ảnh số thông thường, khi ánh sáng đi qua ống kính, sẽ được 6 bộ lọc ánh sáng, thu thập tia cực tử và tia hồng ngoại gần, và chiếu lên 189 cảm biến hình ảnh. Được hình thành bởi 25 hình vuông, mỗi hình vuông có 144 triệu pixel được đặt trong lưới. Mỗi hình vuông có giá trị 3 triệu đô la Mỹ, máy ảnh sẽ chuyển đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện, và tạo ra hình ảnh số. Ống kính của máy ảnh này phải ở nhiệt độ trừ 100 độ C, mới có thể đạt được hiệu suất cao nhất. Vì vậy, máy ảnh này còn được trang bị hệ thống duy trì nhiệt độ ổn định thấp. Tính đến nay, nghiên cứu về máy ảnh này đã kéo dài hơn 20 năm, và đã chi phí hơn 168 triệu đô la Mỹ. Tất nhiên rồi, không phải để chụp hình trái đất, mà là để chụp và khám phá vật chất tối trong không gian. Cái máy ảnh lớn nhất này, dự kiến sẽ được lắp đặt tại trạm quan sát thiên văn Cerro Vera Rubin, Chile, vào cuối năm 2024.